Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay được phát hình trên cả ba băng tần của VNTV vào lúc 7 giờ đến 8 giờ giờ miền Nam California. Nhưng quý vị cũng có thể coi lại những bản tin tức này cùng chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNTV. Tuy nhiên là quý vị nhớ là share cho mọi người cùng coi, và chúng tôi có hai version, một cái version là từng bản tin ngắn, còn một version là toàn bộ chương trình luôn. Quý vị có nhiều sự lựa chọn để theo dõi nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi. Và tiếp đến vẫn là các cơ sở thương mại đã bảo trợ, đó chính là Home Style Furniture. Kính thưa quý vị, Home Style Furniture tọa lạc ngay góc đường Golden West và Westminster, kế bên chợ Riot. Và ở đây Home Style Furniture đặc biệt có một cái tấm giường, cái nệm là 100% sản xuất tại Mỹ. Riêng cái phần nệm này rất là đặc biệt, và nó có thể điều khiển được nâng tay, nâng đầu, nâng chân luôn, để giúp cho quý vị có được một cái tư thế ngủ thật là êm ái nhẹ nhàng. Nó đi theo cái body của quý vị, đi theo tư thế nằm của quý vị rất là tốt, và giá là 1.999, nay chỉ còn có 899. Nhưng mà quý vị đã nói rằng đón xem trên VNTV thì quý vị sẽ được tặng thêm một cặp gối nữa. Kính mời quý khán giả nhớ ủng hộ cho Home Style Furniture. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay, tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, nước Nhật đã nhận một chiếc tàu ngầm tấn công Đại Kình gần 700 triệu đô la. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản ngày hôm nay đã nhận một cái chiếc tàu ngầm trị giá là 692 triệu Mỹ Kim, là chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hạm đội tàu ngầm lớp Taegi, tức là Đại Kình. Lễ tiếp nhận tàu ngầm của Taegi diễn ra tại nhà máy đóng tàu Kobe thuộc tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, miền trung của Nhật Bản cuối tuần. Truyền thông Nhật Bản đã đưa tin chiến hạm Taegi trị giá 692 triệu Mỹ Kim được đánh giá là tàu ngầm không sử dụng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Tàu ngầm Taegi có biệt danh là Đại Kình, thuộc lớp tàu cùng tên, được trang bị hệ thống thủy âm cải tiến cho phép phát hiện chiến hạm đối phương tốt hơn, đồng thời cũng là tạo ra tiếng động rất là nhỏ trong quá trình hoạt động, giúp cho tàu khó bị phát hiện. Con tàu sử dụng công nghệ pin lithium ion và cho phép nạp điện nhanh hơn với dung lượng gần gấp đôi so với pin axit chì thông thường. Đồng thời có thể có những cái thể tích nhỏ và ít cần bảo trì hơn. Nhờ công nghệ này, chiến hạm Taegi có thể lặn lâu hơn và di chuyển nhanh hơn trong lòng biển so với các loại tàu ngầm diesel khác. Kính thưa quý vị, trong thời gian mà cái cuộc chiến tranh đã phát động tại Ukraine thì các quốc gia, mà trong đó có Nhật Bản, đã bắt đầu củng cố lại cái hệ thống quốc phòng của mình cũng như là vấn đề quân sự, khiến cho rất nhiều quốc gia đã chuẩn bị trong những cái tư thế hoặc là mua sắm những chiến hạm cũng như là những vấn đề của khí tài rất là mạnh mẽ. Và đồng thời các quốc gia nào mà có thể sản xuất được, họ cũng đã có những cái chủ trương, và ngân sách quốc phòng của các quốc gia đã bắt đầu tăng lên. Như chúng ta đã nghe tuần trước là Trung Cộng đã tăng 7.2% lên vấn đề quốc phòng, và Hoa Kỳ thì quá nhiều rồi, trên 750, và nước Nhật cũng như các quốc gia khác thì đang chuẩn bị để có thể làm cho cái bộ quốc phòng của mình mạnh hơn. Bởi hình ảnh của nước Nga đã xâm chiếm Ukraine là một bài học cho các quốc gia cần phải tự vệ. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, tiếp đến bản tin liên quan đến hàng trăm lá cờ của Ukraine đã được cắm lên ngay tại khu vực của Vịnh Bắc ở thành phố Boston. Kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của thành phố Boston cũng như tiểu bang ở Boston cho biết họ đã sẵn sàng chào đón những người tị nạn Ukraine đến với nước Mỹ và có thể bước vào cộng đồng của những người dân Boston. Vào ngày thứ hai, họ tại khu vực của Vịnh Bắc Bay Area thì họ đã công bố một cái dấu hiệu cho thấy sẽ chào đón những người tị nạn bằng cách khoảng 500 lá cờ của Ukraine đã được cắm ở trên khu vực của bãi biển của Vịnh Bắc Bay Area, để mà có thể show cho mọi người thấy cái sự ủng hộ, lòng gọi là tôn trọng và ngưỡng mộ của người dân Mỹ đối với lại Ukraine, và đặc biệt là của người dân Boston, để chào đón những người tị nạn Ukraine đến. Và quý vị thấy là đó, những lá cờ được cắm như vậy, và tới 500 lá cờ thì họ hy vọng rằng những người
tị nạn Ukraine, khi mà nhìn thấy cái sự chào đón này sẽ cảm thấy ấm áp và cũng cảm thấy vui hơn khi mà họ phải trải qua những nỗi đau thương mất mát với lại cái cuộc chiến tranh này. Và nó nằm trong một cái ý tưởng cũng là như là để decoration, rồi cũng như là chào đón những người du khách khi mà đến với lại khu vực của vùng vịnh này, để cho mọi người thấy đây cũng là cái sự trang trí, một cái sự làm nổi bật để chào đón các du khách nữa. Và ở đây là chúng ta sẽ thấy có một cái buổi chiếu phim cả một ngày về bộ phim Cha Đẻ của Văn hóa Ukraine của một người nghệ sĩ có tên là Tara Shevchenko, và có thể xem phim tại khu vực của Castle Park Plaza, và tất cả vé bán sẽ đều được dành để giúp cho người tị nạn Ukraine. Nên quý vị thấy là cái poster của bộ phim, những lá cờ cũng đã được nhìn thấy, và cuộc triển lãm nghệ thuật cũng sẽ được trưng bày tại các thành phố ở bờ biển phía Tây và ở Canada. Và biết đâu được rằng ngay tại phía khu vực của bờ biển của Nam California, họ cũng sẽ làm những cái hành động tương tự như thế này để mà ủng hộ cho người dân Ukraine. Quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng Thịnh. Nhân cái bản tin của cô Mỹ Linh thì chúng tôi cũng xin được thưa rằng những ngày thứ bảy vừa rồi ở tại miền Bắc California thì cộng đồng ở đây cũng đã may trên 100 lá cờ của Ukraine, cộng thêm cả 100 lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ, thành thử ra một cái cuộc rally nó hết sức là đậm đà và nó tỏ ra một cái tình thương rất lớn. Và cái người đại diện của Tòa Tổng lãnh sự Ukraine đã xuống và họ cũng đã khóc và phát biểu trong một cái tinh thần cảm ơn cộng đồng người Việt, cũng như là họ đã cương quyết là tranh đấu cho một đất nước hết sức là tốt đẹp. Thì đó là cái điều mà chúng tôi được mượn nơi đây để thưa với cùng tất cả quý vị. Và bản tin tiếp theo chúng tôi muốn thưa với quý vị là ngày hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2022, là ngày mà chúng ta thường nhớ là kỷ niệm 64 người chiến sĩ của Cộng sản Việt Nam hồi xưa ở tại Gạc Ma bị Trung Cộng giết chết. Thì kính thưa quý vị, một cái buổi dân hương tưởng nhớ đến 64 chiến sĩ của Việt Nam Cộng sản ở tại Gạc Ma, thành phố Khánh Hòa, tức là Nha Trang. Hàng trăm người đến khu tưởng niệm của là những người đã chết ở tại Gạc Ma để tưởng nhớ 64 người đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến cách đây 34 năm về trước. Và sáng ngày 14 tháng 3, tức là ngày hôm nay, Tổng Liên đoàn của Việt Nam cũng như là Ủy ban của thành phố Khánh Hòa đã tổ chức dân hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tất cả những trưng bày kỷ vật liên quan đến những người liệt sĩ cũng như là những bản đồ đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trước đó hai ngày, nhiều người dân và thân nhân của họ cũng đã đến khu tưởng niệm để dâng hương. Và có một điều đặc biệt là có ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là Phạm Minh Chính cũng đã dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Đây là một sự kiện mà chúng ta thấy rằng nó hơi đặc biệt. Bởi vì suốt 34 năm qua, không có nhà đương quyền Cộng sản nào hoặc là không có một cái người gọi là cán bộ cộng sản nào dám, nghĩa là đưa ra cái hình ảnh của 64 chiến sĩ Gạc Ma. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng ở tại Việt Nam nó có những cái sự thay đổi, và ông Phạm Minh Chính là một viên chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm và đã nói những cái lời tốt đẹp đối với 64 chiến sĩ đã ngã xuống để mà chống lại Trung Cộng cách đây 34 năm về trước. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã có một cái sự thay đổi trong cái sự suy tư, và cái sức ép của đồng bào Việt Nam, nhất là những người thân nhân, họ phải đưa ra để chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải công nhận những cái chết của những người này đã bảo vệ Tổ quốc và chống lại Trung Cộng. Thì đó là một hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng khá đẹp, cho nên bản tin này đã được đưa ra để quý vị có thể tường lắm. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn thiên sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa một bản tin liên quan đến việc Tổng thống Zelensky sẽ có một bài nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ. Dạ, theo lời của bà Nancy Pelosi cũng như là lãnh đạo đa số Thượng viện, ông Chuck Schumer đã có một bức thư chung để gửi đến cho Quốc hội lưỡng đảng, cả Hạ viện và cả Thượng viện, nói rằng chúng tôi vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ người dân Ukraine. Chúng tôi mời tất cả các thành viên của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham dự vào một diễn văn của Quốc hội Hoa Kỳ do Tổng thống Zelensky thực hiện, của đất nước Ukraine, phát biểu vào ngày thứ Tư, ngày
16 tháng 3 vào lúc 9 giờ sáng. Bài nói chuyện này chỉ dành riêng cho các thành viên của Quốc hội mà thôi. Và có khoảng 300 nhà lập pháp, các thành viên của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham gia trong một cuộc gọi qua Zoom cùng với ông Zelensky vào ngày 16 tháng 3. Và kể từ khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý cho cái ngân sách và chuyển đến cho Ukraine 13,6 tỷ đô la tiền viện trợ, thì Hạ viện cũng đã thông qua cái điều luật này. Và đặc biệt là hồi tuần trước cũng đã chúng ta thấy rằng là Tổng thống Biden đã đưa ra một cái đề xuất rất là quan trọng, đó là cấm không có nhập khẩu dầu từ Nga nữa. Và giá xăng dầu thì chúng ta vẫn đang cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả những hình phạt gửi đến cho Nga thì chúng ta vẫn phải làm. Và bây giờ, điều quan trọng nữa là chắc chắn sẽ có những thay đổi, sẽ có những biến động và sẽ có những điều mà nước Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ hơn để giúp cho người dân của Ukraine. Với lại cái bài phát biểu của ông Zelensky, khi mà ông Zelensky bây giờ đây đã được mời phát biểu trước rất là nhiều quốc hội của các quốc gia bên phía châu Âu, ông cũng đã mời luôn để nói chuyện trước nghị viện của Anh, rồi sau đó là nói chuyện luôn trước hội đồng của châu Âu, để khi mà ông Gian xin gia nhập vào EU, rồi cũng như bây giờ là tới Quốc hội Mỹ. Đây là chắc chắn là một cuộc gọi rất là quan trọng, một cuộc gặp gỡ rất là quan trọng của Quốc hội để từ đó có thể đánh giá được tình hình và cũng như là cái mở lòng hơn và để cho ông Zelensky có cơ hội để thuyết phục được Quốc hội Hoa Kỳ có thể thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn để giúp đỡ cho người dân Ukraine. Ví dụ như sẽ chắc chắn là thành lập ra một cái vùng cấm bay để bảo vệ cho người dân Ukraine, hoặc là có thể bằng hình thức nào đó gửi vũ khí đến giúp đỡ cho Ukraine chăng. Nhưng mà đây chắc chắn sẽ là một bài phát biểu vô cùng cảm động. Và VNATV chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến cho quý vị những hình ảnh về cái cuộc nói chuyện này và cũng như bài nói chuyện của ông Zelensky đối với Quốc hội Hoa Kỳ được diễn ra vào ngày thứ Tư tới đây, ngày 16 tháng 3, lúc 9 giờ sáng giờ miền Đông, kính thưa quý vị. Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Và đến đây xin mời quý vị vẫn giữ bản tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.